Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ê, quy quắc quy kìa. Quắc kìa. Cẩn thận nha. Ôi. Cô ơi, sao cô... Không phải cả nhà ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Phong Linh ơi, sao Phong Linh lại bắt anh con? Phong Linh có muốn là giống như Phong Linh đó muốn rời khỏi hay không? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con chào cả nhà đó quay lại kênh Gió Đồng TV cả nhà. Dạ con xin chào cả nhà quay lại kênh Gió Đồng TV cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hôm nay thì anh em con quyết định là quay lại cái nơi nhà mộ mà cái chú kia nói với anh em con là có vong linh ở đó. Dạ. Và chắc, chắc cả nhà còn nhớ hai cái vong linh trắng á. Dạ. Thì cả nhà ơi, anh em con tới giờ giấc đó là 6 giờ mấy. Và đến thử thì quả nhiên anh em con gặp đó là hai vong linh. Một vong linh đều là vong linh có dáng dốc và mặc đồ trắng hết cả nhà. Dạ. Thì anh em con tới nó khá cũng khá là dữ. Cái mục đích của hai vong linh này á chỉ là muốn tranh giành cái nơi này thôi cả nhà. Và anh em con cũng không lui tới đây khoảng là gần hơn 2 tuần. Dạ. Thì chú hôm qua chú có gọi điện cho anh em con và chú hỏi là sau lúc sau cái clip đó rồi sao tụi không thấy tụi con tới nữa. Thì con có nói với chú là anh em con cũng có quay đến những cái nơi khác để quay á. Thì chú mới bắt đầu là chú nên nỉ anh em con tới. Dạ. Thì anh em con nói là anh em con sẽ cố gắng anh em con tới, chỉ là anh em con quay chỗ khác thôi. Dạ. Ra chú nói là hai con gắng khuyên vong linh đó bỏ cái nơi này và tìm một nơi khác để chú thân mà tu tập. Dạ. Để chú nhanh chóng chú hoàn thành cái ngôi mộ của gia đình chú. Dạ. Thì cái nhà nói chung là chú cũng nhờ anh em con đến đây phiên hai cái vong đó để cho chú, nói chung là cái mộ á cái nhà thì cắt cũng chưa có hoàn thiện cái mấy, tại vì ở dưới chú nói ở dưới chú chưa có lót gạch và chú định làm thêm cái mái ở trên để che chắn mưa gió cho ông bà, để ông bà giống như là mộ của ông bà khỏi có bị mưa gió cả nhà. Và chú nhờ anh em con như vậy thì chú nói gắng cố gắng giúp đỡ chú đi, tại vì chú cũng định mướn thầy đến nhưng mà chú sợ cả nhà, sợ những vong linh đó có thể làm hại những cái ngôi mộ và có thể là làm hại chú, nên chú chỉ cần là phiên nhủ thôi, chú sẽ không làm gì. Nếu mà chú nói á, nếu mà anh em con phiên á mà hai vong linh á có cần cúng kiến gì á thì cứ nói cho chú để chú đến đây chú cúng, thì anh em con nó sẽ cố gắng hết sức để có thể là phiên hai vong linh đó đi. Thì anh em con nếu mà phiên không được á thì chú cũng phải kiếm người nào đó cao tay hơn để giúp đỡ chú, chứ tại vì phiên nhủ cái nhà, từ khi mà anh em con đến đây một lần trước á là Quy đã bị một cái vong nào đó bắt tiêu, và thứ hai cái nhà hai cái vong này không cho anh em con thấy nhiều, chỉ cho con thấy với Quy là vài lần thôi, giống như họ không có muốn gặp mặt anh em con cái nhà, họ chỉ muốn đuổi anh em con ra khỏi chỗ đó thôi. Chú nói là chú cũng không muốn hại những vong linh này. Dạ. Tại vì chú cũng thương xót cho những vong linh mà chiến trận ngày xưa cái nhà, cũng không muốn làm hại họ. Họ mất ở nơi này là họ kiểu như là tiếc thương cái nơi này, tại vì công lao của họ nằm ở đây và mất ở đây. Như chú cũng nằm bên đạo Phật, chú cũng biết cái cả nhà, những vong linh như vậy á lúc khi chết á cái quán khí rất là nặng, giống như cả nhà nhằm những người lính của mình mà hồi xưa mà đi chiến tranh cả nhà, chú nước mà chưa biết được nước của mình cứu được chưa đó, lúc nó chết rồi tức tử á nha, tức và chờ những cái con người giặc á giống như người nước khác qua để
để trả thù, nhưng mà chờ mãi không có, nên sanh ra cái lòng đố kỵ và cái lòng oán hận ấy à, rất là nhiều. Thì anh em con sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ chú, và cố gắng hết sức để giúp đỡ hai vong linh đó, để hai vong linh đó đi vào chùa vào miếu, để cho họ có thể là tu tập, sớm ngày mà họ giải thoát khỏi cái kiếp thành quỷ cái nha. Chú nói mộ này chú là cũng ba đời. Dạ. Đời ông cố cốc gì á, cũng đời cao lắm rồi. Dạ. Và chú mới xây lại gần đây thôi. Thì anh em con tới đây khoảng là 3 giờ mấy cả nhà. Dạ. Hôm nay thì trời cũng mưa gió lại. Chắc anh em con mời cả nhà vào trong con anh em con cả nhà. Dạ. Đi cả nhà. Thì cả nhà ơi, anh em con đến trước những cái mộ rồi, và anh em con đang đi lên. Anh em con cũng khá là lo lắng đó nha. Qua wow, quên hỏi là chú có lên đây không? Trọng nghĩ chắc chú không lên đâu. Tại vì đồ đạc bữa mình đi về vẫn còn nguyên chăng nè. Cứ thấy không? Thấy. Cái gì vậy? Chim gõ kiến cái gì mà nghe cốc cốc. Không biết nữa. Nữa đó. Ấy tiếng ở trên đó đó. Dết trên đó đó. Quy lên hết hết trên dãy này. Thấy không? Không. Gặn luôn Quy ơi. Thắp nhang đi. Ở đây khá nhiều ngôi mộ nên là con sẽ cúng ở ngoài thôi, đừng có cúng trong mộ nha. Người ta chưa chủ, gia chủ chưa cúng nữa. Cả nhà thấy không? Những cái mộ này á, người ta làm và người ta chưa kịp cúng kiến nữa là những hai cái vong linh nó quậy phá cả nhà. Và gia chủ người ta chưa có thể kịp để làm gì hết. Mua. Nam mô A Di Đà Phật. Thì anh em con tới ngày hôm nay thì cũng xin phép ông bà khuất mặt khuất mày đang nằm lại nơi này. Những bà mà mất lâu năm ở đây cũng đang bị những cái vong linh ở nơi này quấy rối và chưa được hưởng những cái hương khói của con cháu, thì con cũng tới đây rất mong là ông bà hãy gia hộ cho anh em con và cho phép anh em con tới đây khuyên giải những vong linh đang, những hương hồn ở nơi này mà chưa muốn đi. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm nhận cái gì? Nhớ cái ngôi mộ này không? Nhớ chứ. Cái lúc mà anh em con đến đây đó nha, cái vong linh nó xuất hiện ngay chỗ này nè. Và Quy cũng bị bắt từ cái khúc này nè cả nhà. Đúng rồi. Đó, tối hơn thì thấy vong linh này ló ra đứng đây gõ hiện. Đúng rồi, ở trên này nè. Ở trên cái mộ luôn. Cái gì vậy? Nghe gì không? Nghe một cái bùm. Không biết này vong linh đó. Hai vong linh có chịu xuất hiện không? Anh em mình bày đồ cúng ra đây rồi. Bày thử đi. Và thấy mình có nên bày một gì? Mấy cái gì vậy? Thấy ấy, hình như là tới 3 vong linh. Nhớ lộn luôn đó. Ở đây.
Đúng. Vào đây, vào đây. Anh em cũng quên cả nhà. Cái đó là cái gì vậy? Cái này là hình như là chân nhang hay gì mà sao bự quá trời vậy nè. Nhang lớn. Cho chậm mượn. À sao mà còn ta đốt rồi còn chân để đây làm chi vậy không? Chân nhang. Chân nhang hay là đũa? Chân nhang. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cầu những vong linh. Theo con biết được là ba hương linh đang ngự tại nơi này. Anh em con tới đây á, mục đích chính chỉ là muốn cúng kiến và khuyên nhủ vong linh, chứ không có ý gì là tranh giành nơi này hết. Thì vong linh, ba vong linh á, cũng con nghĩ là từ chiến trận cũng tử nạn nơi này, và cũng khá là liên tiếc nơi này, nên là vong linh không muốn rời đi. Nhưng mà theo thời gian á, bây giờ là thời bình rồi, thì con cũng khuyên vong linh nên bỏ những cái oán niệm trước kia của mình đi và tìm một nơi mới để tu tập. Và nếu ngay bây giờ vong linh có nơi này á, thì con rất mong là cũng được thấy được vong linh. Nam Mô A Di Đà Phật. Có khi nào 2 giờ này ha, hai vong linh nó không xuất hiện ta? Bây giờ cũng xế chiều tắt nắng rồi. Hay là tối rồi mới dám xuất hiện ta? Giờ này đâu có nắng đâu. Gì? Ôi. Chồng ơi. Gì? Chồng, 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 chồng. Cái gì? Ở đây nè. Cái gì? Cái gì? Ê, ê. Cái gì đó vậy? Ôi trời. Cái gì đó vậy? Cái nhà ơi. Ôi. Người hay là ma vậy? Quy nghĩ đây, trên đó là người hay ma. Khoái, cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ê, quy 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 quắc quy kìa. Quắc kìa. Cẩn thận nha. Không, con không lên đó được. Cái cục đá nó sao lên được vậy ta? Con không biết là vong linh là ở đâu mà xuất hiện ở nơi này, ở trên tảng đá đó. Hay là ban ngày vong linh ngự tại tảng đá đó hay sao? Chỉ gì vậy? Tôi nhìn hồi tôi chóng mặt quá. Cao. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì vong linh ơi, cũng như hồi nãy giờ anh em con đến đây cũng đã xin phép vong linh rồi, và bây giờ con có thể là xin phép được trò chuyện với vong linh một xíu được không? Anh em con không lên đó được vong linh ơi, rất là cao. Dạ. Tôi lên liền. Ui. Tôi lên liền. Nghe. Tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Niệm Phật. Vong linh ơi. Dạ tôi lên liền. Con biết là vong linh á không cho anh em con đến gần đây, nhưng mà vong linh hãy nghe anh em con nói nè. Dạ. Tôi lên liền. Tôi lên liền mà. Dạ.
Tỉnh dậy Quy. Lên liền. Ê nè, tỉnh dậy, ngồi xuống, niệm Phật đi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hay. Thì Vong Linh ơi, con biết Vong Linh á đang muốn giữ cái mảnh đất này để cho riêng mình, để cho có thể là Vong Linh tu tập tại chỗ này. Thì Vong Linh ơi, con cũng nói luôn á là đất này là đất tôi là... Ngồi xuống. Tôi là lên mà. Ngồi xuống. Đừng có nhịn. Nam mô, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vong Linh ơi, cái mảnh đất này đó, Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi xuống đây. Vong Linh à, con đến đây á, con đã phiên Vong Linh rất là nhiều rồi. Và anh em con đến đây á là muốn á cúng kiến cho Vong Linh. Thứ hai á là muốn biết Vong Linh tên tuổi là gì, Vong Linh nam hay Vong Linh nữ. Hoặc là anh em con muốn biết, muốn giúp đỡ cho Vong Linh. Chứ Vong Linh cứ ở chỗ này là đất của người ta, và đây là đất của chú, và gia đình của chú đang ở trên mảnh đất này. Thì nếu mà Vong Linh á muốn ở thì Vong Linh cũng phải cho những gia chủ người ta đến đây, người ta cắt những cái nhà mồ để cho nó tương tác cho gia đình người ta. Tại sao mà Vong Linh đến đây, Vong Linh chiếm xong Vong Linh lại đánh đuổi những người hồi dân người ta, chứ chính đất của người ta mà. Vong Linh nghe con đi, Vong Linh nghe con phiên đi. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi lên liền. Lên liền. Tôi lên liền. Tỉnh dậy. Trọng ơi. Đi. Nhìn lên giống như bị cuốn vào nha. Đâu rồi? Mất tiêu rồi. Căn nhà. Căn nhà mất tiêu nữa rồi. Con nhìn lên giống như bị hút hồn vậy. Mất tiêu à? Cái nhà Vong Linh nó biến mất nữa cả nhà. Chắc anh em con xin phép để bàn cúng quá cả nhà. Dĩ quy. Đừng cứ lên đá đó xong. Cái cục đá đó con không hiểu tại sao mà lên được á. Cục đá nó nằm thẳng đứng vậy đó cả nhà. Bây giờ anh em con sẽ làm một bàn đồ cúng, và anh em con quyết định sẽ cúng xong và đến đây phiên nhủ Vong Linh. Tại vì cái nhà, khi mà anh em con cúng á, là anh em con sẽ để hai cái lá bùa để cái miệng giữ chân cái Vong Linh đó lại một xíu nữa, để cho anh em con có thể là trò chuyện với Vong Linh đó. Chứ mà bây giờ cái nhà thấy đó, anh em con mà tiến gần á là Quy sẽ bị cái gì đó, hay là hoặc con nó bị cái gì đó, sẽ không có tiếp cận được cái Vong Linh đó. Cái gì ta? Sao Quy? Vong Linh này hình như tác động tâm trí không à? Đúng rồi. Hồi nãy kêu Quy lên hoài. Tôi biết mà tôi cản không được. Bây giờ bàn bàn cúng đi. Thì bữa đó cái nhà Vong Linh đó, giờ con thấy có chỗ này nè, nó mát nhất nè, con sẽ cúng ở đây. Ở đây. Chúc anh em con sẽ ngồi bên vách này cả nhà và nói chuyện với Vong Linh đó. Hình như có hai Vong Linh không ta? Bữa đó tôi thấy là ba đó. Ba hay hai?
ba đấy. Ơi. Có chai nước tôi. Nước lấy ở trên bàn thờ của mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm phải không? Cái nhà không, con không hiểu tại sao cả nhà. Cái chỗ của cậu con cúng cả nhà. Ổng cúng cái lá gì mà sao mà cái bông gì á mà trong cái bình nước của mẹ Quan Âm cả nhà. Nó ra những cái chất nước màu đỏ này nè cả nhà. Và lúc đó con với Quy thấy vậy, con với Quy xin một miếng để có thể là cúng kiến. Cảm ơn em. Quy cúng đi, chồng đi ngoài coi máy cho. Phong Linh ơi, thì anh em con cũng có duyên thấy được Phong Linh cũng rất là nhiều lần rồi. Máy chớp thì kìa. Anh em con có bài ra bàn đậu cúng này. Và con mong là Phong Linh nào á đang có tâm muốn rời khỏi nơi này mà tìm cái nơi mà dễ dàng hơn để tu tập, có thể là chùa và miếu. Vì trong đó cái điều kiện kinh Phật hàng ngày có những sư thầy tụng niệm sẽ giúp phong linh hương hồn sớm mà tìm nơi siêu thoát, xua tan đi cái oán niệm của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Mong những phong linh nghe những cái lời anh em con nói. Nam mô A Di Đà Phật. Quy đi ra xíu đi cho họ hưởng đi. Thì cái nhà bây giờ anh em con xin phép đi ra một xíu thôi, cỡ tầm 3-4 phút gì đó anh em con sẽ vào. Tại vì anh em con ngồi đó phong linh sẽ không có được hưởng, và nếu như anh em con ngăn cản người ta thì bây giờ anh em con xin phép nữa. Bây giờ con sẽ để cặp mic của con với Quy ở đây, để nếu mà có phong linh nào á mò. Nam mô Di Đà Phật. Thì Nam mô Phật, con cầu cho ba vong linh. Thì nếu mà trong ba vong linh á có mặt tại chỗ này á, thì nếu mà vong linh nào á có cái lòng từ bi và muốn chịu đi theo vào theo anh em con đi vào chùa vào miếu để sớm ngày tu tập và thoát khỏi cái kiếp ngã quỷ này, thì nếu vậy á hãy ra đây và hưởng những món đồ cúng này. Và tất cả những vong linh hay là những chư vị ở đây có thể là đến đây hưởng được cúng cũng được. Thì con cầu cho tất cả những vong linh luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Thì con xin gờ phép gờ ra một xíu để cho những vong linh có thể là hưởng được cúng. Nam mô A Di Đà Phật. Đi qua.
Cậu ơi, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Đi đây nè. Ngồi đây. Nè. Chặt hết. Ông nói cầu chứ. Nam Mô Di Đà Phật. Thì con chào Vong Linh. Thì Vong Linh ơi, cũng như hồi nãy con nói, chắc Vong Linh đã nghe và Vong Linh đã biết được cái sự mà thật lòng của anh em con đến đây để giúp đỡ cho Vong Linh. Thì Vong Linh có thể cho anh em con biết là Vong Linh nam hay nữ được không ạ? Nếu mà nữ thì Vong Linh lắc đầu, còn nam thì Vong Linh hãy gật đầu. Dạ, vậy là cô rồi. Chị cô có thể cho con biết được là cô mắc bao lâu rồi chưa cô? Cô mắc 60 năm rồi hả? Nam Mô A Di Đà Phật. 60 năm vậy là mới đây à? Ừ. Vậy là cô không phải những vong linh mà ở chiến trận xa trường chết ở, phải không cô? Hay là cô chỉ là vong linh thường thôi? Cô là vong linh thường hả? Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cô ơi, thì con nghĩ á, cô cũng đã muốn buông bỏ để sớm ngày đi tu tập vào chùa, vào miếu. Thì bữa nay cũng như có duyên với cô, anh em con sẽ cố gắng giúp đỡ cô và cố gắng để phiên nhủ hai vong linh kia, để hai vong linh kia có thể là giúp đỡ cho cô. Cô chịu không? Nam Mô Phật. Bây giờ con sẽ kêu em con vô và em con sẽ làm một cái bài lễ bằng cúng và đọc kinh và sẽ giúp đỡ cho cô nha cô. Nếu mà cô vào cái chai này được á, thì một xíu á, anh em con sẽ đưa cô đi. Bây giờ em con sẽ vô nghe. Nam Mô Phật. Vô đi, vô nói chuyện cầu sẽ đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô ơi, thì con không biết vì sao á cô mắc cô lại ở đây, nhưng mà chắc cô hiện ở đây thì cũng có muốn là rời khỏi nơi này rồi đúng không? Thì con sẽ niệm một bài kinh. Cô muốn đi thì dễ cơ, mà nhưng mà nếu cô vào cái chai này không được á thì chắc là cũng do cô thôi, tại vì cái tâm của cô chưa buông bỏ được. Thì bây giờ con sẽ niệm một bài kinh và sau đó con mong cô hãy niệm cùng con để giúp cô có thể thuận lợi vào cái chai này hơn, để có thể là đưa cô vào chùa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà trước khi đi á, đưa cô vào cái chai á, thì con muốn hỏi là hai cái vong linh kia, con nhớ ở đây còn hai vong linh nữa đúng không cô? Vậy hai vong linh kia đâu? Cũng ở phía sau này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Phật. Con mở cái chai cô vào cùng con nghe cô. Ủa, cô đâu rồi? Cô vào cái chai à? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn biết hai cái vong linh kia là đang nơi nào rồi?
Cô đưa vào chai à? Ừ. Bây giờ anh em mình đốt đồ cúng đi. Bây giờ anh em mình đốt đồ cúng đi. Mẹ đâu mày? Và cũng như là nhanh chóng. Chắc anh em con sẽ rút luôn cái nhà, tại vì con sẽ đưa cô đi vào cái ngôi chùa để cô sớm ngày cô tu tập. Cái này trời mưa anh em con mới dám ấy. Dạ. Chứ mỗi lần anh em con không dám đốt luôn. Khoai Trọng ơi, gì trời? Trọng, Trọng ơi, Trọng ơi. Ủa, ôi trời, Trọng ơi, Trọng, đâu rồi? Ủa, Khoai, Ủa, đưa mới đưa bả vào chai mà trời. Nam mô A Di Đà Phật. Không lẽ xin đôi trời. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi, cô ơi, sao cô? Không phải cả nhà ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Phong Linh ơi, sao Phong Linh lại bắt anh con? Phong Linh có muốn là giống như Phong Linh đó muốn rời khỏi hay không? Nam mô A Di Đà Phật. Phong Linh ơi, Phong Linh muốn gì thì anh em con sẽ giúp Phong Linh đi. Niệm Phật, niệm Phật đi. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi, cái nhà ơi. Ôi. Phong Linh ơi, Phong Linh buông anh con ra đi. Nam mô A Di Đà Phật. Phong Linh buông tha cho anh con đi. Người em hoặc là người chị của Phong Linh á thì cũng đã buông bỏ rồi. Tại sao Phong Linh còn cái quán niệm ở đây làm gì? Nam mô A Di Đà Phật. Phong Linh hãy mau buông anh con ra. Nam mô A Di Đà Phật. Buông ra chưa? Nhưng mà phải sao lên được đó trời. Anh ơi, anh ơi, ơi cái nhánh tre này. Anh ơi, tỉnh dậy anh ơi, sao lên được chảnh được vậy? Ơi, cái nhánh tre này khó leo quá. Ây da, cao quá. Ây da, cao quá. Anh ơi, em đu lên được nè. Ôi, cao quá. Anh ơi dậy. Có sao không? Ê, anh đu vô nhánh tre kìa, không có đường xuống. Cao vậy? Ui, té anh ơi. Ngọn. Sao lên? Nãy thấy dễ dàng, cái lên đó đây luôn. Đụng vô nhánh tre đó kìa. Em đu vô nhánh tre đó mới lên xuống được. Ây da. Có sao? Tre nó móc, tre móc. Ây da. Đụng vô nhánh tre nè. Đây, em bỏ xuống. Ây da. Ây da, đau. Ây da, ây da. Đây. Đi. Em bỏ xuống. Cái vong linh khác nữa. Vong linh nào? Cái vong linh còn lại nữa anh ha. Không gặp được. Ây da.
Đây đây đây. Cả nhà ơi, cho anh em con lui gấp cả nhà ơi. Phong Linh này không muốn đi. Đốt hết đồ chưa? Đi qua đây đốt hết đồ đi. Phong Linh này không muốn đi mà cũng hình như cái cô giận với anh em con nữa. Cô này vô trong rồi phải không? Ừ. Nhanh đi anh em mình phải. Đứng không hẹp cho anh ơi. Ở dưới đó anh. Đâu? Ủa? Dạ. Cầm máy cứ nha. Ây da đau quá. Nam mô Phật. Nãy làm sao mà bà ta đi đi? Anh tự nhiên anh ngồi đó bị bà ta lôi đi mất tiêu luôn. Ý là sao mà cưng giúp cưng làm vào bả mà bả đi vậy? Em khấn cái bà chú dựng dạy á. Lúc mà anh chển giống như có cục đá đè trên đây nè, đè mạnh lắm. Bả nắm cái vai anh á. Cả nhà con anh em con tắt máy, anh em con đốt lẹ, anh em con đi cả nhà. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật.